Hello, xin chào các bạn. Chúc một ngày mới vui vẻ và an lành. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết rồi các bạn. Có lẽ là gọi là mùng 9 Tết vậy thôi chứ mùa xuân nó đã đi rồi. Nhưng mà những cái bông hoa nó còn động lại cho mình có một chút hương xuân ha. Hôm nay thì Năm Thu về đây, mục đích Năm Thu là cũng muốn chia sẻ các bạn là cái cách mà tỉa mai chuyên nghiệp của nhà vườn á. Nhưng mà tiếc quá, tại ngày mùng 9 thì nhà vườn người ta chưa có xả tàn được. Thì người ta sẽ mùng 10 ta bắt đầu ta xả tàn. Nhưng mà không sao, cũng có một số cây mai cần xả tàn trước thì người ta sẽ tàn trước lúc đó. Năm Thu sẽ làm cái clip chia sẻ với các bạn ha. Còn thấy, vùng miền nào thì không biết, chứ tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thì Năm Thu đang đứng quay clip với các bạn là 1 giờ kém 5 phút là giờ linh bạn ha. Cái giờ này mấy bạn biết Sài Gòn nó nóng, trời ơi nó nóng thối xả luôn, nó nóng gì đâu mà nóng mà lột da luôn á. Đi ra đường thì chắc lẽ mấy cô phải chùm kín lại như là mấy cô nàng bên Ả Rập Xê Út thôi. Giờ Năm Thu sẽ chịu khó ha, mình phải lăn xả, mình phải ra vườn, mình phải đi trải nghiệm thì mình mới có được những cái clip nó chân thật để phục vụ các bạn. Các bạn thấy là đó, ở đây là những cây mai rất là đẹp. Hôm ngày 27, 28 Tết gì đó, Năm Thu cũng về đây, mấy nàng mai này đã chủ đưa về. Đa số ở đây là cái mai này thuộc loại là người ta gửi các bạn, gửi chăm sóc. Mà khi mà nhà vườn á, họ đã chăm sóc rồi thì hôm nay thì họ sẽ mang về. Nhưng mà những cây mai đẹp á, thì lưu luyến với chủ nhà, thành ra là chủ nhà không muốn cho em rời sớm. Chính vì những cái lưu luyến như thế này á, thì chủ vườn họ rất là cực công khi họ chăm sóc. Nhưng mà mình phải chịu thôi vì công việc của mình mà bạn. Tại vì bạn để trong cây mai nó càng lâu như thế á, thì cây mai nó không hấp thụ được ánh sáng á. Đồng thời nó không hấp thụ được ánh sáng thì cây mai nó sẽ suy yếu, mình chăm sóc rất là cực công. Nhưng mà không sao, chủ vườn người ta chấp nhận, đó là công việc của mình. Nhưng bạn thấy không, cây mai này hôm nay là ngày mùng 9 mùng 9 là cây mai vẫn còn đẹp đẹp. Nó đẹp một cách mà ngỡ ngàng luôn, nó đẹp mà những cái sắc màu rực rỡ. Đó, bạn thấy không? Đấy mai về. Theo Năm Thu thì đã phỏng vấn với cậu em. Tại sao mà mình tỉa ngọn mà nó trễ như thế, thì cậu em cũng chia sẻ không giấu giếm gì khác, không giấu giếm gì cả. Nhà vườn sốt tâm thì họ không giấu giếm. Các bạn đừng có nghĩ là nhà vườn họ giấu giếm cái nghề của họ, không phải đâu bạn. Hầu như là nó có một cái luật gọi là cái lực bù trừ á. Cái người ta chăm sóc rất là giỏi, hầu như là những người chăm sóc giỏi thì họ rất là ít nói. Không phải là họ không muốn chia sẻ đâu, nhưng mà cách chia sẻ của họ, cách nói chuyện của họ, có thể là họ không có cách diễn đạt của họ thì các bạn không hiểu. Thì Năm Thu không phải là nhà vườn chuyên nghiệp, Năm Thu chỉ về đây làm điếu các bạn. Nhưng mà được cái thì mình biết cách mình chia sẻ, thành ra các bạn dễ hiểu hơn ha. Thành ra các bạn đừng có nghĩ xấu, không phải là nhà vườn họ xấu, họ giấu nghề đó các bạn. Mình nghĩ mà cái nghề chơi nào cũng vậy, mà nếu mà một người dân chơi chân chính á, thì bao giờ cũng vậy, người ta cũng muốn là chia sẻ tất cả niềm vui với mọi người. Năm Thu nói như vậy thì không biết có đúng hay không, nhưng mà theo Năm Thu nghĩ là như vậy. Tại vì mình á, Năm Thu thường đi các nhà vườn và thường giao lưu với các anh chị đó. Tất cả nhà vườn thì thật trước á, là khi mình qua chén rượu á, thì mình sẽ biết là người ta sẽ thật hay không. Tại vì Năm Thu là khoái nhậu mà, đệ tử lưu linh, khoái nhậu, thành ra đi nhà vườn nào cũng vậy. Nếu mà có anh nào á, anh chị cô bác nào mà thích nhậu thì Năm Thu sẽ khi mà nhậu qua các chén rượu, qua chén bia á, thì từ đó mình có thể là mình sẽ gợi ý những cái gì để cho các bạn hiểu, các bạn muốn thì người ta sẽ trả lời. Thì Năm Thu chỉ nói lại những cái gì mà Năm Thu đã học hỏi từ các nhà vườn thôi. Có nhiều bạn thì rất muốn đến nhà Năm Thu để giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nhưng mà các bạn thông cảm nha, Năm Thu là chỉ làm clip, mình không hề tham gia mua bán. Trồng cây thì Năm Thu có biết chút đó, nhưng mà không bằng các nhà vườn đâu. Nhiều lúc các bạn đến nhà Năm Thu thì các bạn sẽ vỡ mộng. Năm Thu chỉ nói cho vui thôi. Nếu mà thích nhau thì người ta có thể sẵn sàng giao lưu học hỏi với nhau. Thì trên tinh thần thì Năm Thu là giao lưu học hỏi với các bạn là như vậy. Hôm nay là về, hôm nay thì thực tế thì Năm Thu cũng muốn là mình về để mình chia sẻ thật tình luôn là cái cách mà bấm tỉa ngọn như thế nào cho nó phù hợp. Bởi vì cái mai ghép mà nó cần cho cái
cái sự mà cái thay đổi á, nó Lâm Thu cứ dùng từ gì cho bạn dễ hiểu nha. Cũng có thể là khi mà ăn Tết xong rồi, nói chung là mình xả tàn tỉa nhánh để cho mình kích thích cái sự tăng trưởng của nó. Nhưng mà các bạn nếu mà không biết cách xả tàn á thì nó sẽ có một cái tác dụng nó ngược lại ha. Bên đây thì Lâm Thu thấy có một cây có lẽ là nó cũng đang xả tàn xong, mà nó xả tàn là tại vì cây này á, lý do xả tàn á sớm thì Lâm Thu cũng không rõ, nhưng có lẽ em này á thì một là nở sớm quá, hay là một lý do gì đó người khách hàng người ta gửi á, người ta yêu cầu. Chứ thật ra nhà vườn bên đây á thì họ sẽ xả tàn đồng loạt vào bắt đầu vào ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch bạn nhé. Thì Lâm Thu hứa với các bạn là sau vài ngày nữa Lâm Thu sẽ ghé đến đây, Lâm Thu làm clip tiếp để chia sẻ cùng các bạn như là cái cách xả tàn từ nhánh từ cây tùy theo cái thế, Lâm Thu sẽ làm cái việc đó. Giờ tức hết là chia sẻ các bạn ha. Cây này đây là nhìn cái kiểu dáng em này thì tất cả các bạn nếu mà dân biết chơi mai thì họ biết liền cái thế này, cái thế ú hay cong cong ấy, cái thế rồng hay cái thế gì dáng long hay là thăng long gì á thì Lâm Thu cũng không rõ lắm. Nhưng mà cây mai này Lâm Thu chắc chắn một điều là đây là cây mai này cũng là từ Bình Định, tại vì khi mà các nghệ nhân Bình Định thì họ có cách chơi của họ như vậy, còn nếu mà cách chơi của vùng Thủ Đức á, vùng miền Nam thì họ chơi cái kiểu chơi khác. Tỉa cành bạn thấy không, đây tỉa cành cho bạn xem ha. Rất là tỉa cành ha. Tỉa cành tất cả những cây tùy theo cây, khi mà tỉa cành á thì tùy theo cây đó bạn, không phải là cây nào mình muốn tỉa ngắn tỉa nhiều hay tỉa gì. Tóm lại các bạn khi mà tỉa cành á thì các bạn tỉa theo cái sở thích của các bạn. Các bạn muốn cho cây nó chừng lại ở một cái điểm nào đó thì các bạn tỉa cành kiểu khác. Còn nếu các bạn muốn tỉa cành thì cây giữ dốc dáng và đồng thời để cho cây nó phát triển thêm, nó tỉa cành kiểu khác ha bạn ha. Cây này cái thế cây này tỉa cành nè, người ta muốn giữ lại cái dáng của nó, cái dáng cố định của nó, đồng thời để người ta làm cho kích thích cái thân của cây nó phát triển thêm. Thì đương nhiên là khi mà tỉa cành rồi á thì mình không thể nào á mình giữ được một cái cây nó giữ một cái dáng mãi mãi được. Mình mỗi một năm thì cây nó sẽ phát triển nó lớn một chút xíu, kích lớn chút xíu, chút vậy thôi. Đây các em ha. Để xem họ tỉa cành như thế nào bạn ha. Thấy không? Cây này nó rất là trơ trụi giống như mùa thu ha. Giống như mùa thu. Bên đây thì nó sắc xuân ngào ngạt. Bên kia thì cái cây đã tỉa cành thì cái dáng nó trơ trụi. Nhưng mà chính như vậy thì mình sẽ tỉa cành những cái mây ghép á, thì mình sẽ kích thích sự tăng trưởng của nó. Hôm nay thì Lâm Thu mới học thêm một cái chiêu nữa, là do cây mai mà khi ở trong mát đó bạn, ở trong mát mà nó nhiều ngày, có người họ trưng cây mai từ ngày 30 Tết cho đến ngày mùng 5, mùng 6, có thể là mùng 8, mùng 9, mùng 10 họ mới đưa về vườn. Thành ra những cây mai đó nó bị suy rồi, nó suy là do nó thiếu ánh sáng á. Muốn tỉa cành liền á thì nó không tốt. Thì các bạn phải để cây mai này ở ngoài nắng, xong bắt đầu mình tưới nước vài ngày, có thể là trong vòng một tuần hay 10 ngày á, cho cây mai nó phục hồi. Thì lúc đó thì bạn hãy tỉa cành ha. Lúc đó mình tỉa cành rồi mình thay đất rồi mình làm lại cho cây mai nó phát triển. Đó là cái cách chơi của cách dưỡng của cái vườn mai Thủ Đức mà Sáu Tâm đã chia sẻ với Lâm Thu. Còn những cách dưỡng của vườn mai khác thì Lâm Thu không có ý kiến. Thì bởi mỗi cách chơi của mỗi một vùng, với mỗi một cái vườn mai họ khác nhau, thành ra cứ bạn hãy trải nghiệm theo cái cách chơi của nhà vườn nào thì các bạn thấy mình cảm thấy phù hợp với mình thì các bạn trải nghiệm ha. Chơi mai á thì các bạn phải dồn hết cái tâm vào nó. Cây mai mà mai nó giống như một cái người bạn của mình thôi. Nếu mà thật sự là Lâm Thu nói hơi qua văn quá ha, để các bạn báo ông nội ông phóng đại, ông phóng đại quá. Nhưng mà thực tế như vậy đó các bạn. Thì bởi vì cây mai á, cây mai nó có đặc điểm từ cây mai ha. Có những cây mai nó nở sớm mà, có những cây mai nó rất là nhạy cảm, có những cây mai nó nở muộn. Thành ra từng cây mai mà nếu mà nhà vườn này họ nhận chăm sóc cho các bạn rồi á, họ sẽ biết được đặc tính cây mai đó. Cây mai này nó thường nở sớm thì họ sẽ lặt lá mai, lùi lại. Còn những cây mai mà nó nở rất là muộn thì họ sẽ lặt lá mai sớm hơn. Thành ra khi mà gửi cây mai đó thì nhà vườn họ biết từng cái gọi là cái chu kỳ mà phát triển của cây mai. Có thể các bạn không tin nói ông nội này ông nói gì quá, nhưng mà thật sự nếu mà các bạn chơi mai, các bạn trồng ở nhà thử các bạn trồng chừng 2-3 cây mai, các bạn sẽ thấy là tại sao mà cái cách
trồng của mình á, là cùng một cái thời gian, trong cùng một cái chế độ chăm sóc, cùng chế độ bón phân như nhau, nhưng mà tại sao mỗi một cây mai nó lại có cách nở khác nhau các bạn nha. À, các bạn cứ thử thôi. Đấy, mình hãy trải nghiệm chính mình. À, thưa bạn cứ thử trải nghiệm, nếu các bạn chơi 1.000 năm á, thì các bạn sẽ biết là năm thu cái ông này ông có nói thật hay là ông nói điêu, hay là ông này thì ông nổ quá đáng không. À, vui không? Hôm nay thì đáng lý là năm thu cũng không làm clip, nhưng mà đang ngồi nhậu lê rai mà cái nhìn vườn mai nó đẹp quá. Hôm nay mùng 9 mà vẫn còn sắc xuân tràn ngập, thì tức cảnh thì sinh tình, thì năm thu cũng làm một clip chia sẻ cùng các bạn. À, nếu mà các bạn thì các bạn nào nếu mà có cùng sở thích mà cùng hiểu thì các bạn sẽ thông cảm cho năm thu là cách nói của năm thu có đúng hay không ha. À, có lẽ nắng quá, nắng kinh khủng luôn các bạn. Có nghĩ là năm thu nghĩ là hôm nay thì chắc có lẽ là giờ này là chưa ta, cái hôm nay cũng là 34-35 độ, nắng chói chang nữa. À, ở cái xứ nóng mà nó cũng hơi khó chịu thật á. Đúng rồi, mùa xuân rồi mát được vài ngày ở Sài Gòn nó như vậy, nhưng mà bao giờ cũng vậy, và Thượng Đế cũng họ chia đều, ban đều cho tất cả những hạnh phúc mọi người hưởng như nhau. À, xứ nóng thì bạn sẽ được hưởng những cái mùa xuân của xứ nóng, nếu mà xứ lạnh thì bạn sẽ được hưởng cái mùa xuân của xứ lạnh. À, đến đây ha. À, thôi đến đây cái thời lượng chương trình năm thu nghỉ cũng đã là đủ rồi. À, thôi cũng là năm thu cũng là xin tạm biệt với các bạn. Nếu các bạn thấy clip này phù hợp thì các bạn cho năm thu nhấp like để ủng hộ tinh thần cho năm thu. Còn các bạn là chưa subscribe nhớ subscribe bạn ha. À, chúc các bạn đại gia đình thật nhiều là may mắn và hạnh phúc bạn ha. Đây là vườn mai sáu tâm vào ngày mùng 9 tháng giêng năm Kỷ Hợi. À, bye bye các bạn, bye bye. À.